Xin chào, hôm trước mình vừa mua một chiếc điện thoại thì được tặng một cái máy tính bảng. Thấy trên web của FPT nó đang bán hình như là 2.600.000 phải. Lâu rồi mình không dùng một cái sản phẩm kiểu cấu hình thấp, cộng với lại nói chung là giá thành này thì với cái giá này thì chỉ có thể sử dụng một cái sản phẩm kiểu như vậy thôi. Thông số bên ngoài thì chúng ta có thể thấy nó sử dụng wifi này, với cái màn hình khoảng 10 inch này, và camera thì 5 MP với lại 2 MP đủ để chúng ta có thể gọi video call, với lại một cái cục pin tới 6.000 mAh. Nhưng mà bình thường mình thấy sử dụng cái này, mình nghĩ là mình xem YouTube chắc được khoảng tầm 4-5 tiếng thôi. Với lại nó có 3GB RAM, với lại cái bộ nhớ trong đó là 32GB, chạy một cái hệ điều hành khá cũ, đó là Android 10. Với cái sản phẩm rẻ tiền này thì đương nhiên chúng ta sẽ có mặt lưng bằng nhựa, còn nó chỉ có một cái loa ở đằng sau này thôi nhé. Nếu mà khi các bạn ở trên một cái thảm hoặc là ở trên giường ấy, các bạn đặt cái loa như này, đặt cái điện thoại như này này, đặt cái máy tính bảng của chúng ta như này, thì cái loa này sẽ rất là nhỏ. Không biết có phải là mình sử dụng nhiều những cái sản phẩm loa to rồi hay không, mình thấy cái sản phẩm này loa nó rất là bé ấy. Khi gọi, ví dụ mình gọi Zalo chẳng hạn ấy, cảm giác nó cứ bé bé hơn là những cái sản phẩm khác. Rõ ràng mình đã để kịch loa rồi nhé, nhưng mà vẫn cảm thấy nó bé hơn những cái sản phẩm mình đang dùng. Cái màn hình thì thực ra là nếu mà các bạn không sử dụng quá nhiều màn hình chất lượng cao ấy, thì cái màn hình này mình thấy tạm ổn. Nhưng mà khi mình nhìn những cái màn hình kiểu như màn hình MacBook hoặc là màn hình điện thoại của mình ấy, nó có cái độ sáng với độ đẹp hơn cái màn hình này rất là nhiều, nên khi mình nhìn cái màn hình này thấy cảm giác nó không ổn lắm. Nhưng mà với mức giá rẻ bằng 1/10 của những cái sản phẩm kia, thì 1/10 đến rẻ hơn 10 lần như thế, thì cái màn hình này đủ để mình xem YouTube. Cái máy tính bảng này mặc dù rẻ tiền nhưng mà khi mình chỉ sử dụng YouTube này, mình chỉ sử dụng YouTube và Zalo ấy, thì mình không thấy nó bị cái hiện tượng giật lag gì cả. Đây là một cái khá là hay ở một cái điện thoại của một cái máy tính bảng rẻ tiền, chúng ta có thể mua về để xem YouTube hoặc là check Zalo. Mình không cài Facebook bởi vì Facebook bây giờ khá là lặng, mà ở trên cái máy này của mình chỉ có 32GB bộ nhớ trong, nên mình sẽ chỉ cài một số ứng dụng mình hay dùng, đó là YouTube và Zalo thôi. Với một cái màn hình to như này ấy, thì khi các bạn cầm như này khá là mỏi tay, chúng ta có thể mua một cái gì cái đỡ để chúng ta có thể để lên bàn làm việc như này để chúng ta vừa ngồi vừa xem. Nhưng mà mình thì thực ra là mình cũng không dùng cái này lắm, bởi vì bình thường mình sẽ xem ở trên máy tính luôn, hoặc là chúng ta sẽ xem ở chiếc điện thoại nhỏ gọn hơn. Trước mình mua cái con Xiaomi 12 với cái giá có hình như là 15 triệu, hôm đấy giảm giá hay sao ấy, thì được tặng cái máy tính bảng này nữa. Ở bên FPT bây giờ chúng ta thấy tặng khá nhiều máy tính bảng. Đấy, nhiều khi tay mình để đằng sau nhá, còn bịt luôn vào cái loa này. Nhiều khi tay mình để đằng sau này, mình có thể bịt luôn vào cái loa này. Mình thấy thiết kế có một cái loa đằng sau này, được để ngửa ra như này sẽ chúng ta luôn luôn bắt buộc phải cầm cái chúng ta luôn luôn bắt buộc phải cầm cái điện thoại kiểu như này, thì cái máy tính bảng kiểu như này thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Với cái sạc ấy, sạc này thì đây là cái sạc kèm theo máy này, và đương nhiên là những cái thiết bị như này sẽ không có cái chế độ sạc nhanh. Bây giờ thì sạc nhanh nó đã quá phổ biến rồi, nên khi cắm cái sạc của cái máy này và mình chờ đợi thì cảm giác nó như là một con rùa rất là chậm. Khi sạc vào phải đầy cái quả pin kia, mình sạc đầy quả pin này phải mất mấy tiếng đồng hồ. Trong khi đó bây giờ những cái điện thoại mới hoặc là những cái máy tính mới bây giờ sạc pin rất là nhanh, con này sạc pin khá là chậm. Đây là một cái nói chung là cũng phù hợp với lại gia đình kiểu người già hoặc là trẻ con để xem YouTube chẳng hạn. Cái máy này mình nghĩ là mình sẽ có thể mang về cho bà nội mình xem YouTube, nhưng mà đang phân vân việc liệu có lên cho bà không, sợ cho bà xong lại hại mắt, bà có thể thức đêm bà xem với những cái thiết bị kiểu này thì cũng không ăn thua lắm, không ổn lắm. Cho nên mình sẽ nghiên cứu và cân nhắc việc sử dụng cái máy tính bảng này với mục đích gì, để đây mình sử dụng hay là mang về quê cho cụ, mình gọi là bà nội của mình sử dụng.
cái mặt lưng kiểu này mình rất thích mặt lưng nhựa này nhá, mặc dù là không sang trọng nhưng mà nó không hề bị bám cái dấu vân tay này, với lại nó không bị bẩn. Những cái điện thoại cao cấp bây giờ là dùng sự mặt lưng kính nhìn nó khá là đẹp nhưng mà rất dễ là bám bẩn với lại dấu vân tay, nhìn nó khá là xấu. Còn cái này thì không bị bám bẩn vào mặt lưng, nhìn vẫn rất là ok. Đây các bạn có thể thấy cái hộp của nó rất là dài, chả hiểu sao người ta lại phải làm cái hộp dài như này, người ta cần làm cái hộp to lên để cho dễ đựng nhỉ. Chỗ này nó họ đặt hai cục sạc như này nữa cho nên họ làm dài ra như vậy. Đây là một cái thương hiệu của Trung Quốc hay sao ấy. Bây giờ mình thấy đang có rất nhiều cái chương trình khuyến mại ở FPT tặng kèm cái máy tính bảng này, đặc biệt là mua mấy cái điện thoại của Xiaomi khoảng chục triệu đổ lên thì sẽ được tặng cái máy tính bảng kiểu như này. Tự nhiên mua một cái được thêm cái nữa, mình không đến không để ý là được tặng cái này đâu. Ra đến cửa hàng các bạn ấy bảo là có tặng một cái sản phẩm máy tính bảng nữa thì mình mới để ý. Còn bởi vì mình tham khảo cái mức giá với cái giá 14.990 ở FPT là cái mức giá rẻ nhất rồi, mình tưởng hôm đấy nó chạy khuyến mại sẽ không được tặng kèm cái gì nữa, ai ngờ ra lại được tặng cái máy tính bảng kiểu này khá là hay. Vậy là một chiếc máy tính bảng này có thể trong thời gian tới mình nghĩ sẽ rất nhiều người mua hoặc là rất nhiều người được tặng. Các bạn có thể sử dụng nó với một cái mục đích giải trí khá là hay với cái màn hình to của nó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.